Xin chào, chào mừng đã đến với Làm Mẹ Vinox. Làm sao để đoán biết trước được chu kỳ kinh nguyệt của mình chuẩn bị đến để chúng ta lên kế hoạch sinh hoạt, làm việc, vui chơi hay đơn giản là chuẩn bị tâm lý, dụng cụ trước để không rơi vào tình trạng bị động, bất ngờ. Ngoài việc chị em chúng ta theo dõi ngày kinh nguyệt đến hàng tháng theo lịch của bản thân mình, nhưng đôi khi là nó không thể theo ý muốn cũng như là không thể theo đúng một chu kỳ. Kết hợp với việc chúng ta những dấu hiệu để nhận biết sớm chu kỳ kinh nguyệt sẽ giúp chúng ta thoải mái và chủ động hơn rất là nhiều. Hãy theo dõi hết những chia sẻ của mình để biết chính xác đó là những dấu hiệu gì nhé. Đặc biệt những bạn gái đang bước vào độ tuổi dậy thì, chuẩn bị có kinh nguyệt lần đầu tiên, chúng ta sẽ có thêm những chia sẻ, những lời khuyên hữu ích ở cuối video nhé. Chúng ta sẽ có 7 dấu hiệu biểu hiện là chúng ta chuẩn bị đến kỳ kinh nguyệt trước là 1 đến 2 tuần. Nguyên nhân chính là do xảy ra những hiện tượng này là do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể nữ giới. Và khi chúng ta hết kinh, sạch kinh thì những triệu chứng này nó sẽ biến mất. Cụ thể dấu hiệu đầu tiên là bị nổi mụn. Mỗi chị em chúng ta đều có những tính chất da mặt khác nhau, da dầu, da khô, da hỗn hợp hay da bình thường. Da dầu thì nó thường hay là tiết nhờn hơn và nổi mụn nhiều hơn so với da bình thường khác. Tuy nhiên, dù là da mặt như thế nào, cứ gần đến ngày đẻ đỏ, da bạn gái nào cũng đều có sự điều tiết dầu da nhiều hơn và dễ nổi mụn trứng cá hơn, mụn bọc. Đối với những bạn mà không hay bị mụn, chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Tuy nhiên, đây là một hiện tượng sinh lý rất là bình thường. Khi chúng ta chuẩn bị đến kỳ kinh mới, đừng quá lo lắng. Chúng ta hãy ưu tiên là sử dụng những thực phẩm chứa kẽm, không ăn đồ cay nóng trong giai đoạn này. Và cần chú ý trong việc là vệ sinh mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng. Khi nào kỳ kinh kết thúc thì những nốt mụn này nó cũng xẹp dần thôi, nên chúng ta không phải lo, cũng không phải tác động gì đến nó. Dấu hiệu thứ hai là thay đổi và cảm thấy vùng ngực nó trở nên nhạy cảm hơn. Đây là một dấu hiệu rất là điển hình, báo hiệu là sắp đến kỳ kinh. Khi này ngực của bạn nữ sẽ có hiện tượng là căng tức này, sưng đau nhẹ, to hơn bình thường, cảm giác nhạy cảm hơn, hơi là bứt rứt ở vùng đầu ti rồi lan ra xung quanh, ngay cả vùng cận nách nữa, nên chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Vậy chúng ta cần chú ý là mặc áo ngực lỏng hơn bình thường một chút, hoặc là ở nhà thì chúng ta sẽ không cần mặc cho thoải mái nhất. Dấu hiệu thứ ba có thể nhận biết được là bị đau bụng dưới, nhức mỏi phần lưng. Đây là những cơn đau mà dâm gian, khó chịu và thường xuyên xuất hiện trước kỳ kinh nguyệt khoảng 3 đến 5 ngày. Khi mà chúng ta có kinh nguyệt xuất hiện rồi thì nó sẽ gia tăng hơn. Khi nào chuẩn bị hết kinh thì nó mới giảm và biến mất được. Nguyên nhân là do tử cung nó cần co bóp để đẩy máu kinh ra ngoài. Tùy từng người, có người chỉ đau nhẹ thôi, nhưng mà cũng có chị em có hiện tượng là đau bụng dữ dội, quằn quại. Đó đều là những biểu hiện rất là bình thường. Chúng ta nên chú ý trong việc là nghỉ ngơi, tránh vận động, làm việc mạnh, cộng với kết hợp là chế độ dinh dưỡng, đồ ăn, đồ uống tốt, uống trà gừng, ăn ngải cứu để làm giảm cái cơn đau này đi, sẽ qua nhanh kỳ kinh này hơn. Dấu hiệu thứ tư là bị rối loạn tiêu hóa. Ngoài hiện tượng mà chúng ta bị đau bụng dưới, khi kỳ kinh nó chuẩn bị đến và đã đến thì bạn sẽ có những biểu hiện về hệ tiêu hóa, đầy hơi, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, thậm chí là bị táo bón và ọ hơi nhiều hơn. Trong giai đoạn này thì cũng có thêm những cảm giác là thèm ăn bất chợt hơn, nhanh đói, thèm ăn vặt. Do đó chị em chúng ta nên chú ý nhận biết những triệu chứng này và ăn uống sao cho hợp lý nhất. Ăn những đồ ăn dễ tiêu hóa, lành mạnh để làm sao mà không tổn thương đến hệ tiêu hóa của chúng ta, vốn rất là nhạy cảm trong giai đoạn mà chuẩn bị hành kinh này rồi. Dấu hiệu thứ năm là tâm trạng thất thường. Chị em chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi hơn, hay cáu gắt, cáu giận vô cớ vì không vì một lý do nào đó cả, và thường xuyên xuất hiện ở giai đoạn tiền kinh nguyệt đều do nguyên nhân là nội tiết tố trong cơ thể nó thay đổi, làm cho chúng ta bị rối loạn cảm xúc và khó kiềm chế cảm xúc của mình. Triệu chứng này rất là phổ biến, đó là lý do vì sao nhiều bạn nam vẫn dỉ tai nhau là không nên động vào các bạn nữ, những chị em phụ nữ khi mà họ đến ngày kinh nguyệt. Vì lý do đó chúng ta rất là dễ cáu gắt, dễ nóng giận, bực tức, nổi giận. Nếu gặp tình trạng này thì chị em chúng ta hãy cố gắng kiềm chế
cảm xúc của bản thân mình, thư giãn hơn và dành nhiều thời gian cho những sở thích này. Về ăn uống của mình cần điều độ, tham gia thể dục, tập yoga để chúng ta lấy lại cân bằng và giúp cho tâm trạng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhé. Dấu hiệu thứ 6 là ham muốn tình dục giảm sút. Trong giai đoạn trước hành kinh và trong hành kinh, do hormone nội tiết nó sẽ giảm sút và niêm mạc khô, nên hầu như chị em chúng ta sẽ không muốn gần gũi vợ chồng, không muốn gần gũi nam nữ. Ham muốn chuyện yêu ở nữ giới thì nó có tính chu kỳ, sẽ tăng dần sau khi chúng ta sạch kinh, hết kinh và tăng cao vào cái thời kỳ rụng trứng. Và sau cái giai đoạn rụng trứng này, nó sẽ là giai đoạn tiền kinh nguyệt, thì nó sẽ giảm sút và chị em chúng ta sẽ giảm cái ham muốn tình dục đi. Dấu hiệu thứ 7 là xuất hiện khí hư. Trước kỳ kinh nguyệt thì lượng khí hư nó sẽ bắt đầu tăng trở lại và khiến chất nhầy của tử cung nó cũng tăng lên theo. Vùng kín nó cũng ẩm ướt hơn trước đó bình thường. Những dịch nhầy này thường có màu trắng này, ngả vàng và dần dần nó có mùi rõ hơn. Gần sát ngày kinh thì nó có nhiều khả năng là chị em sẽ có thể là thấy một số những đốm máu nhỏ xuất hiện trong dịch. Đây là máu mà báo hiệu chúng ta sắp đến kỳ hành kinh nhá, nên chúng ta không có gì phải quá lo lắng cả. Chị em cũng cần lưu ý, nếu mà chúng ta cảm thấy là khí hư nó ra quá nhiều, kèm theo những dấu hiệu bất thường, mùi hôi, nồng, khó chịu, màu sắc thì biến đổi, màu xanh, này, màu xám, màu nâu, có cảm giác là ngứa ngáy thì chúng ta nên đi khám nhé. Bởi vì đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo về những bệnh về viêm nhiễm phụ khoa và cần có sự thăm khám y tế. Vậy nên các bạn gái chúng ta cần chú ý giữ gìn vệ sinh vùng kín sạch sẽ hàng ngày. Đặc biệt là đến kỳ đèn đỏ của chúng ta cần chú ý giữ gìn vệ sinh hơn, thay băng vệ sinh thường xuyên để tránh bị viêm nhiễm nhé. Đó là 7 dấu hiệu rất là thường gặp chứng tỏ là chúng ta sắp đến chu kỳ kinh nguyệt. Về cơ bản thì không phải tất cả những dấu hiệu này đồng thời xuất hiện cùng một lúc, và cũng không phải là chị em nào cũng có biểu hiện là hoàn toàn giống nhau. Tùy vào từng cơ địa, tùy vào từng cơ thể mà những biểu hiện nó có những sự thay đổi về mức độ và thời gian sẽ khác nhau. Nói chung là nó thường xuất hiện trước là ít nhất 3 ngày và xa hơn là 1 tuần so với kỳ hành kinh của chúng ta. Và đến kỳ hành kinh thì có sự ra máu, co bóp tử cung, nên chị em chúng ta thường là ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi này, đau bụng âm ỉ, trướng bụng, đau lưng nhiều hơn, và nó sẽ giảm dần và biến mất khi kỳ kinh kết thúc. Nên chúng ta không có gì phải quá lo lắng cả, sống chung hòa bình với nhau thôi. Chú ý là dinh dưỡng lành mạnh, hạn chế những thức ăn mà không tốt, nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhanh, tránh những đồ uống chứa cồn, chứa kích thích như caffeine, rượu, bia, các loại chè đặc. Kết hợp với việc chúng ta vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi để kỳ kinh nguyệt nó nhanh chóng qua đi một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Đối với những bạn gái mà mới bước vào giai đoạn dậy thì, ở độ tuổi từ 8 cho đến 18 tuổi, chúng ta sẽ có kinh nguyệt lần đầu tiên. Ngoài 7 dấu hiệu chung mà mình vừa chia sẻ thì chúng ta cũng nên lưu ý đến 4 biểu hiện nữa nhé. Thứ nhất là ngực phát triển. Theo mình tìm hiểu thì kể từ khi các bạn bước vào cái độ tuổi dậy thì chúng ta sẽ có những sự thay đổi phần ngực sẽ nhô lên và cảm giác đau nhức khi giờ vào. Nhũ hoang cũng dần dần phát triển, nhạy cảm hơn, chứng tỏ là chúng ta vào cái giai đoạn dậy thì. Thông thường kỳ kinh nguyệt đầu tiên của các bạn nó sẽ xuất hiện sau khi chúng ta có những biểu hiện thay đổi ngực này là từ 1 đến 2 năm. Dấu hiệu thứ 2 tiếp theo là mọc lông vùng kín. Dấu hiệu này là một dấu hiệu có kinh nguyệt lần đầu rất là phổ biến. Sau khi ngực chúng ta phát triển, bắt đầu thay đổi thì việc mọc lông vùng kín của các bạn gái trong độ tuổi dậy thì nó cũng bắt đầu. Trước tiên là những sợi lông mềm, màu nhạt lúc mới đầu, sau đó thì nó sẽ trở nên dày, cứng và đen hơn. Ngoài ra những lông ở vùng khác như là lông nách, mép, tay chân nó cũng bắt đầu xuất hiện. Sau đó khoảng 1 đến 2 năm, thậm chí là chỉ một vài tháng thôi là kỳ kinh nguyệt đầu tiên chúng ta sẽ xuất hiện. Dấu hiệu tiếp, các bạn hãy để ý là tiết dịch âm đạo. Đây được cho là dấu hiệu mà gần kỳ kinh nguyệt đầu tiên nhất của các bạn trong độ tuổi dậy thì. Chỉ khoảng 3 đến 4 tháng sau khi mà chúng ta thấy vùng kín xuất hiện nhiều dịch âm đạo, khí hư thì chắc chắn là chúng ta sẽ đến chu kỳ kinh nguyệt đón nhận kỳ đầu tiên. Đó là những dịch nhầy
màu trắng hoặc là màu ngả vàng và không có mùi hôi tanh. Chúng ta cũng cần chú ý dấu hiệu về phát triển độ chiều cao. Kỳ kinh nguyệt đầu tiên sẽ đến ngay khi mà các bạn phát tướng ra trong giai đoạn dậy thì, tức là khi chúng ta cảm thấy phỏng phao hơn, béo hơn và cao lên vài cm thì rất có thể là chuẩn bị kỳ kinh nguyệt đầu tiên nó sẽ đến ngay sau đó. Eo chúng ta có thể to hơn thì cũng đừng quá lo lắng nhé. Tóm lại thì kinh nguyệt đây là một hiện tượng sinh lý rất là tự nhiên, là con gái đến một độ tuổi nhất định thì ai cũng sẽ có. Dựa vào những dấu hiệu sớm mà mình đưa ra, các bạn hãy chuẩn bị tâm lý cho mình và những dụng cụ cần thiết, đó chính là băng vệ sinh ở trong túi, trong ba lô của mình nhé. Như vậy nếu mà chúng ta có giang kinh bất ngờ thì cũng không bị lúng túng đối phó với nó được ngay. Hy vọng mọi người sẽ thích những chia sẻ này của mình. Nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận nếu còn bất cứ yêu cầu nào cần được chia sẻ hay là giải đáp nhé.